chân trái, cái điểu tôi thấy chân trái rất khó chịu. Điều cái đối thủ phải đối thủ môn phải đẩy ra cơ hội cho thằng Kim sút xa rất đẹp, chút xíu nữa là có thể vô góc chữ A rồi. Tỷ số đang trên sân là 1-0 nhưng về Đông FC. Tiền đạo đang trên là Hoàng Trung và Hoàng Sơn. Vẫn không vào. Anh đã lật vô cho đồng đội nhưng đồng đội không thể kịp căng ngang. Nhà Dục Phương đá rất tỉnh bình. Khéo léo rồi. Làm banh được. Chúng vậy là làm banh được. Chứ không có rầm rầm đó, cái đùng hở ra đùng lên trên là không được. Đùng lên chanh chóc ngon. Nó cứ quét ở trên là ngon. Đá mấy đồ mạnh đá chứ có đá lại lụng. Đá nó đồ mạnh đá đá gì vậy? Thiên Long hả? Đội mình đi ráp vô cái là tính ra tỷ số mình cũng là 1-0 chứ bộ. Đó 3-1. Đó 5-4. Đúng, nó đã hay đó, nó cầm bánh đạn. Nó nhưng mà đội nó công quá. Nó tấn công mình nhiều. Để để. Sút xa chăng. Sút xa. Hậu chuẩn bị hai người luôn. Chưa hả? Chắc là cho nó thay hiệp sau luôn hả? Không cần phải phát xa đâu công. Đưa cho hai cánh công để làm banh lên. Với tiền vệ giữa mình nắm banh được mà. Sút xa. Ôi, cung thành ở đây nè ông nội ơi. Bên đây, bên đây. Rồi kéo cung thành qua khoảng 3 mét thì có thể bằng chung ghi được cái đó vừa rồi. Anh đã qua hết cơ dàn cầu thủ của các bạn. Dẫn con Hoàng Trung. Sút khá nhẹ. Giữa 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 cầu thủ đây đá và phong độ hơn nói chung vậy. Một tốc thành lòng nó cắt cái bóng rồi. Sơn ui giữ bóng tốt vậy. Sơn bữa nay nay giữ bóng tốt vậy ta. Cái bàn không được rồi. Ôi bắt banh dính lại quá ngon rồi. Làm không được à. Bữa nay Châu Khương bắt bài rất hay. Bật lót đồng đội khá tốt. Rồi. Long không truyền trái vừa rồi. Hiểu. Sút xa chắc rồi. Chứ tưởng sút luôn cái đó rồi. Luôn à. Sút xa. Thì Điểu là người có cái cú sút chân trái khá căng các bạn. Vô thì banh thì hơi lộ liễu xíu. Lót rất tốt. An đã bọc lót kịp thời trái vừa rồi. Số 12 tên gì vậy? An trời, bốn nặng người không Châu Cương đúng luôn. Đóng lại không vô. Châu Cương không đóng cái đó mà lại thực hiện đường chuyền.
Anh Trọng Khương đã hăng lên rồi, anh chạy lúc lên trên rồi. Buộc phải thủ môn dân công phải réo về. Vẫn cầu thủ cũng đội không á. Nhưng mà giờ mới quy tụ về từ từ. Chưa đá không anh? Đó. Cứ đá đi, cứ đá đi, từ từ cắm giá. Còn hai tiền đạo chưa đá. Còn hai tiền đạo. Hai người, hai người. Phạm Long lùi lại Long ơi. Long, Long lùi về Long ơi. Chạy vô học. Vô đây vô đi. Long lùi về Long ơi. Má đùa nó mệt. Long ơi về vậy. Nó chỉ cho Long nghỉ mà Long về giữa Long ơi. Long nó kéo, Long nó đá sức mà nó kéo lắm chứ đưa hàng gần đi. Hậu, đá giữa Hậu ơi, đừng cao quá. Đứng lại em chạy thấy không? Lần kéo con đường nó cái bí luôn. Mà hằng nó có ngu điểm, cái lần lông nó lông mà nó dăm banh được, nó có sức, nó đá nữa mà nó truyền banh được nữa, thôi đủ. Công an thì khó quá rồi. Văn Hậu. Dễ là anh. Văn Hậu dễ mới học lớp họa sĩ ra. Bệnh tí, mới vừa học lớp họa sĩ ra, mới ra trường luôn. Đó, một cái đường mất bóng của anh là có thể tạo cơ hội cho đồng an liền. Đổi sơn ra rồi, đổi sáng vô nè. Chạy vô tiền đạo nhanh. À, tiền đạo 88kg đã thay vào tiền đạo 82kg. Dẫn lên. Chuyền ngay chân nha bạn. Ờ đó đưa hậu cua. Hậu cua. Anh đã có thể là thực hiện đường chuyền từ sân bên này qua sân bên kia. Đó, tại vì đồng đội ở xa bạn mới thấy, còn ở gần thì bạn gần như là không thấy rồi. Thì vậy ta mới cái chuyền ngang không, mình ta mới nói ngang như cua mà, nên biệt danh là hậu cua. Đâu cặp nổi anh Chiên đâu. Đâu cặp nổi anh Chiên được. Hai cái bên mình đó, hai bên mình đó mạnh mạnh chút đại đi, cặp đâu có nổi đâu. Cứ lên anh cứ nhớ lên tới giữa anh sẽ giữa anh chạy tiếp nó chuyền anh chuyền thì đơn giản hậu dạy cứ đá vậy không phải à hậu dạy đá vô giữa giữa làm banh anh thấy cái banh mạnh anh cũng chạy không kịp không cái banh anh cũng chủ động lên là cái banh anh cũng chút được luôn á cái giữa mà mười hai lùi về an an về vị trí nè an số 12. Đầu luôn qua đầu ta luôn. Được đá về nhanh lên phát ra ngoài. Hậu cua đã chuyền vào chân đối thủ. Chạy lên. Chạy số 14 chạy nhanh lên. Thay một lót cầu thủ vào nên là đội hình nó hơi lọt chọt. Không chạy xong đưa cho mượn chấm anh xong ơi lá ra ngoài rồi đập qua di chuyển quá đập qua nhẹ di chuyển ba banh nó mềm á hồi nãy anh cầm mấy cái ra ngoài xong rồi rồi video cũng hơi dài, cảm ơn tất cả các bạn, món ở đâu vậy xong rồi, hẹn các bạn các video sau.